物件というのは、まあ、私どものマンションだけであると自負しております。Thứ ba là dự án có chất lượng thi công tốt nhất. Cùng với danh tiếng của nhà thầu thi công dự án là tập đoàn Cotecom, các chuyên gia đến từ Nhật Bản của chúng tôi hàng ngày kiểm tra giám sát chặt chẽ từ giai đoạn thiết kế cho đến thi công công trình. これら3つのメリットによりですね、ソラガーデンズ2は皆様ご自身が住む場合でも、また私のような外国人に貸す場合でもですね、この評価される物件となることは間違いございません。Với 3 điểm mạnh trên, quý vị có thể tận hưởng cuộc sống đẳng cấp tại Sora Garden 2 hoặc cũng có thể đầu tư cho thuê cho các chuyên gia đến từ 3.700 doanh nghiệp làm việc tại các khu công nghiệp lân cận thuê để ở. 最後になりますが、このソラガーデン2がですね、皆様の期待に応えられるように、東急グループと三菱地所グループ様が手を取り合って、しっかりとしたコンドミニアムを開発することをお約束いたします。本日はお忙しい中、朝からお集まりいただきまして、誠にありがとうございました。最後に、để đáp lại sự tin tưởng và kỳ vọng của quý khách hàng, chúng tôi, tập đoàn Tokyo và Mitsubishi Jiso, cam kết sẽ tiếp tục phát triển dự án Sora Garden 2 trở thành dự án căn hộ tốt nhất, đáng sống nhất tại tỉnh Bình Dương. Một lần nữa xin cảm ơn quý khách đã dành thời gian tham dự buổi lễ công bố dự án của chúng tôi ngày hôm nay. Thank you so much for your speech. Xin được cảm ơn Mr. Hirata. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với sự chia sẻ từ ông Kunji, đại diện của công ty Mitsubishi Estate Việt Nam. Xin mời ạ. Quen quen. Xin chào. 本日は朝早くから皆様お集まりいただきまして本当にありがとうございます。三菱地所ベトナムの軍事と申します。Xin kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự sự kiện hôm nay. Tôi tên là Gunji, tổng giám đốc công ty Mitsubishi Jiso Việt Nam. 本日は皆様の前でベガメックス東急さんと一緒にソラガーデン2の正式販売を迎えることができ非常に嬉しく思っております。簡単ではございますが、三菱地所グループの簡単な説明をさせていただきます。Hôm nay tôi rất vui mừng được cùng với công ty BKMX Tokyo tổ chức công bố chính thức dự án Sora Garden 2. Sau đây tôi xin phép được giới thiệu khái quát về tập đoàn của chúng tôi. 三菱地所グループは1890年に政府の要請により今の東京駅と皇居の間に位置する丸の内の土地を取得し日本有数のオフィス街として開発を進めてきたことに始まります。現在この丸の内エリア内で三菱地所が保有するオフィスビルの数は30棟以上数え、スライドの赤とオレンジ色のビルが我々が所有しております。Vào năm 1890, theo đề nghị của chính phủ Nhật Bản, tập đoàn Mitsubishi Jiso đã mua đất tại khu vực Marunouchi nằm giữa nhà ga Tokyo và Hoàng Cung và đã bắt đầu xây dựng phát triển một trong những khu trung tâm kinh tế hàng đầu tại Nhật Bản. Hiện nay, công ty chúng tôi sở hữu hơn 30 tòa nhà văn phòng trong khu vực Marunouchi này là các khu vực màu cam và màu đỏ trên bản đồ. 三菱地所グループは1969年に初めての分譲マンションを東京で分譲して以来現時点で累計約19万戸超の分譲マンションを日本で供給し日本の大手住宅デベロッパーとして歩んでまいりました。また日本では東急様とも数多くの共同事業を行ってまいりました。
Vào năm 1969, tập đoàn Mitsubishi Diesel đã bắt đầu xây dựng dự án căn hộ đầu tiên tại Tokyo. Tính đến thời điểm tháng 3 năm 2019, công ty cung cấp khoảng 190.000 căn hộ tại Nhật Bản và tiếp tục phát triển với vị thế là doanh nghiệp phát triển nhà ở hàng đầu tại Nhật Bản. え、日本では我々のマンションはザ・パークハウスというブランドで知られており、我々は時を重ね住む人の、町の資産となる高付加価値な住まいを提供することをミッションとしています。Các dự án căn hộ của chúng tôi được biết đến tại Nhật Bản với thương hiệu The Park House. Giá trị mà thương hiệu The Park House muốn mang đến cho khách hàng đó là sống trong căn hộ trọn đời.その中で三菱地所グループは2008年にアジア・オセアニア地域における不動産事業拡大を目指しシンガポールに拠点を設立しました。それ以来おかげさまでシンガポール、ベトナム、タイ、マレーシア、インドネシア、ミャンマー、オーストラリアの7カ国で住宅やオフィスビルの開発を展開しています。Hơn 10 năm trước, vào năm 2008, tập đoàn Mitsubishi Diesel đã thành lập chi nhánh tại Singapore, hướng đến mở rộng phát triển các dự án bất động sản tại khu vực châu Á và châu Úc. Từ đó đến nay, chúng tôi đang triển khai các dự án bất động sản tại 7 quốc gia như Singapore, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar và Úc. Hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi đến quý vị những thông tin sau.Thứ nhất là kế hoạch trong tương lai của khu vực Sona Garden. Thứ hai là các dự án khác trong thành phố mới Bình Dương. Thứ ba là các thông tin của dự án Sona Garden 2. Thứ tư là các chia sẻ khác trong ngày hôm nay. Và cuối cùng là chương trình ưu đãi nhân dịp mở bán chính thức Sona Garden 2. Sau đây tôi xin trình bày nội dung thứ nhất, kế hoạch trong tương lai của khu vực Sona Garden.Kính thưa quý vị, đây là thiết kế của khu vực Sora Garden. Dọc trục đường Hùng Vương là dự án Sora Garden 1, 2 và 3. Sau đó, ngay bên cạnh Sora Garden 1 và đằng sau Sora Garden là các khu trung tâm thương mại. Hiện nay, chúng tôi đang cân nhắc về thiết kế cũng như cảnh quan của các khu trung tâm thương mại này. Và đây là thiết kế của khu trung tâm thương mại với hướng nhìn từ đằng sau.Và đây là một thiết kế khác của khu trung tâm thương mại với hướng nhìn từ đầu đường Hùng Vương. Còn đây là thiết kế bên trong của khu trung tâm thương mại. Kế đến, tôi xin chia sẻ nội dung thứ hai, dự án khác trong tương lai trong khu vực thành phố mới Bình Dương. Đó chính là khu ẩm thực Higari mở rộng. Khu ẩm thực Higari mở rộng với ý tưởng thiết kế lấy từ mảng xanh, nước và ánh sáng.Dự án dự kiến sẽ được khai trương vào cuối năm sau. Dự kiến gồm 14 thương hiệu sẽ có mặt tại khu Higari mở rộng. Và đây là khu vực dành riêng cho thương hiệu pizza 4P. Đây là thương hiệu pizza từ Nhật. Hiện nay thương hiệu đang có mặt tại thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng. Và trong thời gian tới, pizza 4P cũng có mặt tại khu Higari mở rộng.Và đây là khu vực bán hàng và văn phòng mới của chúng tôi. Khu vực này có cả khu khán phòng để tổ chức sự kiện và khu vực làm việc chung dành cho các startup. Và theo thông tin vừa mới được công bố thì dự kiến tháng 11 năm 2019, Bình Dương sẽ khởi công xây dựng trung tâm thương mại thế giới ngay vòng xoay phía sau trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương với một chuỗi các tổ hợp dịch vụ mang tầm quốc tế.Đây là một quần thể bao gồm trung tâm hỗ trợ, hội nghị quốc tế, khách sạn, khu mua sắm, văn phòng và nhà ga metro thành phố kết nối với tuyến metro số 1 của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một tin tốt cho cư dân thành phố mới Bình Dương. Sau đây tôi xin trình bày nội dung thứ 3, các thông tin chính thức của dự án Sora Garden 2.Dự án tọa lạc ngay bên cạnh Sora Garden 1 trên đại lộ Hùng Vương, thành phố mới Bình Dương. Diện tích đất của dự án gần 8.000m² với 24 tầng và 557 căn hộ. Diện tích căn hộ điển hình từ 53 đến 108m². Diện tích căn penthouse từ 110 đến 215m². Dự án dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 4 năm 2021. Sau đây là một số hình ảnh của dự án.
Đây là hình ảnh của khu thương mại kết nối giữa Sora Garden 1 và 2. Không gian mở giữa của Sora Garden 1 và 2 sẽ tạo cuộc sống nhiều màu sắc cho quý vị. Còn đây là một số phần khác của dự án. Còn đây là khu vực sảnh chính, sảnh chờ, sảnh thang máy của dự án với phong cách Nhật Bản đương đại. Sau đây tôi xin giới thiệu các tiện ích vượt trội của dự án. Dự án gồm 5 tiện ích lớn đặt tại tầng 4. Đầu tiên là hồ bơi vô cực với chiều dài 25m. Tiếp đến là khu vui chơi trẻ em. Khu vực này được thiết kế không có góc nhỏ để an toàn cho trẻ em. Và đây là khu vực barbecue, quý vị có thể tổ chức các bữa tiệc tại đây. Còn đây là vườn hoa 4 mùa, nơi mà quý vị có thể nghỉ ngơi thư giãn cùng gia đình. Còn đây là khu vực gym sauna với hướng nhìn ra khu vực hồ bơi và khu vực barbecue. Và qua dự án Sora Garden 2, chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến quý vị hệ thống Smart Home. Qua hệ thống này, quý vị sẽ kết nối và điều khiển các thiết bị trong nhà bằng điện thoại của mình như cửa, đèn, máy lạnh và các thiết bị khác. Để xây dựng và vận hành dự án thành công, chúng ta không thể không nhắc đến yếu tố con người. Đây là hình ảnh của các chuyên gia Nhật đến từ văn phòng chính tại Tokyo. Các chuyên gia này tham gia vào dự án từ khâu thiết kế đến khâu xây dựng và vận hành dự án. Và ngoài ra, nhiều đối tác Nhật khác cũng có kế hoạch tham gia vào dự án của chúng tôi. Về thiết kế của các loại căn hộ, để đáp ứng nhu cầu đa dạng của quý vị, dự án Sora Garden 2 cung cấp hơn 90 loại thiết kế cho 3 loại căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ với giá bán khởi điểm từ 1,8 tỷ đồng. Và đây là lực thanh toán của Sora Garden 2. Việc thanh toán của căn hộ được chia thành 19 đợt kéo dài trong 3 năm. Theo đó, đợt thứ nhất quý vị sẽ thanh toán 20% của giá bán căn hộ khi ký hợp đồng mua bán. Từ đợt 2 đến đợt 13, quý vị sẽ thanh toán 1,9% cho mỗi tháng. Từ đợt 14 đến đợt 17, quý vị sẽ thanh toán 1,8% cho mỗi tháng. Và đến tháng 3 năm 2021, quý vị sẽ thanh toán 45%. Và đây cũng là thời điểm nhận nhà. Đợt cuối cùng sẽ là 5% khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận chủ quyền. Và sau đây, tôi xin chia sẻ các thông tin khác. Để tránh nạn kẹt xe như ở các thành phố khác, chúng tôi đã và đang cung cấp các phương tiện công cộng. Để đi với cự ly xa, chúng tôi có xe buýt thông minh của Becamax Tokyo Bus. Và để đi với cự ly gần, chúng tôi đang cân nhắc đưa xe e-scooter vào sử dụng, giống như các quốc gia khác đã và đang dùng như châu Âu, Mỹ và Singapore. Và cuối cùng là chương trình ưu đãi nhân dịp khai trương căn hộ mẫu Sora Garden 2. Giảm 2% cho khách hàng đặt mua trước 5 giờ chiều ngày 18 tháng 10 năm 2019. Đây là ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian này, nên quý vị nào đang cân nhắc thì hãy nhanh chóng quyết định để hưởng ưu đãi. Tôi xin phép kết thúc phần trình bày tại đây. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn bà Đặng Ngọc Trân rất là nhiều những thông tin liên quan đến dự án cũng như là chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn ngày hôm nay, đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với thời khắc quan trọng nhất trong chương trình ngày hôm nay. Đó, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về khu vực màn đỏ để hai đại diện cấp cao từ chủ đầu tư Nhật Bản là công ty Becamax Tokyo và công ty Mitsubishi Aspect Residence sẽ tiến hành nghi lễ khai trương khu nhà mẫu dự án Sora Garden 2. 3, 2, 1. Một bàn tay thật lớn khi xin được chúc mừng. Như vậy là chúng ta đã vừa tiến hành sau nghi thức khai trương. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiến vào một tham quan mô hình dự án và khu nhà mẫu Sora Garden 2. Thank you.
chồng quá. Hôm nay không đi à? Người này xuống nước ngoài là hết rồi đúng không? Đúng rồi, đang ở ngoài là hết rồi. Hồi vừa rồi á, cái này chụp ảnh tổng đi từ đội viên chụp chút cái nhà cộng đồng. Nhà mẫu Sora Garden 2 mà đông người xem quá. Bữa nay là ngày 12 tháng 10 2019. Cái này có một phòng, có một phòng ngủ nha. Đây là người ta nằm trong nhà mẫu, người ta nằm trong đây đâu không khách có về. Dạ rồi, cô tới chỗ cho khu vực bếp à. Bếp. Nhưng mà đông người quá thì khó xem. Này là tủ lạnh. Ủa. Cái này là cái đồ điều khiển và đo nhiệt độ trong nhà. Màn hình cảm ứng điều khiển. À, tủ lạnh, một cái bên là tủ lạnh, bên quần áo. Nhà tắm ngăn kính. Đây là phòng ngủ, có một phòng ngủ á. Một phòng ngủ là phòng ngủ master luôn ha. Đây là nhà vệ sinh bên trong phòng ngủ ha. Còn đây là nhà vệ sinh bên ngoài phòng khách. Tắm ở đây. Phòng ngủ này có cái toilet này. Có một phòng ngủ, phòng ngủ đó. Phòng ngủ view ban công. Ngay cái thanh nhôm cửa kính đó là ban công, có người đứng ngoài. À, TV ha. Đây là ban công này. Hay là hai cô ban công tượng trưng, ban công tượng trưng ha. Phòng ngủ. Mình là quan ha, ý tưởng quan ha. Bữa nay là 12 tháng 10 năm 2019.
2019 ngày sự kiện mở bán Sora Garden 2 nha. Mở bán chính thức Sora Garden 2. Cuối tuần chị cũng đi Sài Gòn, mình có xe đón đi Sài Gòn, mua sắm xong về thì luôn. Hôm nào cũng đi mua sắm thì đặt trước ngày nào đấy là có nghĩa là mình hưởng cái dịch vụ đó. Em nói là cũng chưa chắc xe bus nè, rồi xe xe mình sắp trên đi Sài Gòn một ngày miễn phí, rồi xe đạp cũng miễn phí. Chị làm đấy một cân đi. Các bạn hãy